Hello, Thế Vinh xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay thì Vinh sẽ tiếp tục gửi đến cho mọi người một cái trích đoạn karaoke tiếp theo nữa. Một trích đoạn được mang tên là Lục Vân Tiên của cố soạn giả Ngọc Cung. Mọi người cùng hát với Vinh nha. Xin mời. Dạ, xin cho tôi hỏi, có ai ở nhà không? Dạ, xin chào lão mẫu. Dạ, thưa lão mẫu. Như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soi, xa dương quang cùng mạng triều đình, cũng dốc lòng trừ giặc ô qua, đem lại cho muôn dân cuộc sống an hòa. Vừa đến biên thùy đụng nghe đại quân của giặc, trong đánh chiên khuya kịch chiến lỡ đất lòng trời, hỡn minh quý vũ ngang dọc tung hoành, địch quân hốt quán đốt quả mù dài dây, lại xua toàn quân cùng tướng hùng cốt đột, tràn lớn đè bẹp đánh một trận kinh hồn. Bổ chức vũ lộng thần quay ngăn chặn tận xế chiều, thay phơi đầy đồng máu chảy thành sông, trống dục tiến công dắt lùi tá đuổi, hoàng hôn chật chật cốt đột trải dài. Bổn chức thúc ngựa dục theo một bước không rời, ta đánh nhào xuống ngựa rồi chặt phăng lấy đầu, ngẩng lên trời tối mù giữa đường chẳng biết lối ra, quay quả bốn ba người quay ngựa mệt, giữa rừng lạc bước trăng sao không mộng, trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một ánh đèn, khi to khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm, ngàn đâu giữa chốn sơn cùng có một mái nhà già có cả tình dân. Đa tạ lão mẫu. Người là ai mà sao dung mạo giống ta như vậy? Ta với người có quen biết nhau không? Người đang rung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh ai đó mà thần quy lầm lầm? Dáng điệu này ta nhớ lại trận đánh bọn Lục Lâm. Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Dạ, kính bẩm lão mẫu, ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ? Tại sao phải lìa trần, vợ con còn hay mất? Phải chăng anh có dạo đuôi mù? Dạ thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý, những lời thô thiển không làm giấy đục tấm lòng trinh, xin người quá buồn nể tình mà bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói anh ở nhà thọ nạn vong thân, bấm đốt tai tính lại 3-4 năm dư rồi thì phải. Thank you.
cảm hào hùng, chắc cũng đang mơ phúc tương phùng. Nhưng tới chiều thay chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ cũng muốn nhìn chồng mà chẳng hở môi. Dạ, dám hỏi chị, anh nhà trong bức họa tên họ là chi? Phải rồi, đúng rồi, Lục Dân Tiên. Trên đường thiện lý gặp nạn tay, dần thơ ơn nghĩa sẽ duyên nợ, hoặc lùa làm tính chẳng môi. Công toại dân đề rằng chỉ trai nước biết mình thề nghĩa trúc mai người Nga ta muốn hỏi trời già cái nghiệt nắng làm tình làm tội cho đôi ta mỗi đứa một nơi mỗi người một ngã. Phần số không ai phải đắm chìm ngoài thiên nhai hải giác, để cho Nguyệt Nga trầm luân khổ ai sơ xác hình mai dầu dài phong trần. Mây tan dần dương ló vàng tàn mặt nhau mà lệ đổ tuôn tràn, ôi cảm thương thay cho thân gái dặm trường, người quê khác phải tập tành dầu sương đến cò, tình đời sâu càng muôn nẻo khôn dò, chung thủy tìm nhau ta tự hào như vàng trao lửa đỏ. Phải là giấc chim bao mà đây là sơn thật, ngóng vùi trong lửa đỏ mới biết ngóng trong ngầm. Nguyệt Nga ơi, lần này là lần vĩnh viễn, không trở lực nào ngăn cách đôi ta. Đông nghe bạc phật má hồng mà.
chiều cành bạc đen khổ ai một đời nói chẳng nên lời ôi đau đớn lòng ta mặn sống xô gai tan chế mấy năm dài tô điểm nét trang đài thêm đẹp dáng hình ai ôi cảm thương thay cho cô gái để tan chồng Nguyệt Nga ơi ta cứ mang ơn nàng bao đời bao kiếp nữa sao cho xứng cho vừa với thiệt thòi của một kiếp lòng đông nhiều. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Hát cùng với Thái Vinh nha. Xin chào tạm biệt.